tình yêu ấy chỉ còn là nuối tiếc. Bạn thân mến, những mối tình dang dở thường để lại trong lòng chúng ta những niềm thương, nỗi nhớ khó nguôi ngoai. Nếu không thể cùng nhau đi đến cuối con đường, thì sẽ có rất nhiều điều tiếc nuối. Tiếc cho những năm tháng thanh xuân bên nhau, tiếc cho tình yêu đã trao đi quá sâu đậm. Trong chương trình của tuần này, mời bạn đến với lá thư tâm sự được gửi đến từ bạn Lê Thiện Nghĩa với tựa đề Tình yêu ấy chỉ còn là nuối tiếc. Ngày còn yêu nhau, em rất sợ chia tay. Em tự nghĩ ra rất nhiều lý do có thể khiến mình xa nhau. Em sợ em hay giận dỗi phu phơ, làm anh mệt mỏi. Như vậy anh sẽ xa em. Cho nên suốt thời gian bên anh, em luôn nhắc mình phải trưởng thành hơn, hiểu chuyện hơn. Anh nói câu, anh ngủ trước nhé. Em sẽ lập tức đáp lại rằng, anh ngủ sớm đi, mai còn đi làm. Nhưng rồi sau đấy em sẽ nhìn biểu tượng online tắt đi. Những con số cứ tăng dần. 1 phút, 2 phút, rồi 1 giờ, 2 giờ. Tự nhiên, lúc ấy cõi lòng em lạc lõng và bơ vơ. Em vẫn biết anh không sai, nhưng đó là cảm xúc. Em đã kìm nén cảm xúc của mình như vậy, từng ngày, từng ngày. Em từng sợ anh nghĩ không lo được cho em, nên sẽ rời xa em. Vì vậy, em học cách tự lo liệu cuộc sống. Anh không hề biết có những ngày em chẳng còn một đồng trong túi. Em thậm chí còn chẳng có đủ tiền để mua một ổ bánh mì nữa. Em vẫn cố gắng đi làm, vẫn hỏi han anh, vẫn làm như mọi thứ đều ổn. Nhưng thật ra, những lúc ấy em tủi thân vô cùng. Cả một thành phố lớn như vậy, em lại chẳng thể mượn nổi ai vài chục ngàn. Ngay cả anh, em cũng chẳng thể mở miệng để nói ra những mệt mỏi của em. Em biết cuộc sống của anh cũng nhiều lo toan. Không giúp được gì thì cũng đừng là gánh nặng. Nhưng mà như em nói, đó là cảm xúc. Em sợ nhiều thứ, nhưng chung quy lại vẫn là vì sợ mất anh. Vì thế em lừa gạt mình, nói dối bản thân rằng em có thể làm được, rằng em mạnh mẽ. Nhưng đến cuối cùng chúng ta vẫn chia tay. Có lẽ vì cách yêu của em sai, anh nhỉ? Em nghĩ rằng xa nhau sẽ đau lắm. Có lẽ em không thể nào gượng dậy được mất. Nhưng thì ra không khó khăn như em nghĩ. Mọi thứ đơn giản đến vô cùng. Những ngày tình cảm mình nhạt dần ấy, em cũng đã cảm nhận được cái ngày mình tan vỡ. Có lẽ thế nên em thản nhiên đón nhận. Lúc nói câu chia tay, em vội lau nhanh giọt nước mắt. Bây giờ nghĩ về anh, chỉ còn lại chút nuối tiếc. Mình xa nhau rồi, chẳng còn hỏi thăm nhau dù chỉ là một câu khỏe không. Nhưng như vậy cũng tốt anh nhỉ. Chúng ta chẳng còn cái gì để gợi nhớ về nhau, dễ quên và dễ buông. Tất cả khép lại sau một chút khóc, một chút buồn và một thời gian tiếc nuối. Rồi sau này không gặp nhau thêm. Một thời gian sau, mọi thứ thật sự trở thành ký ức. Anh và em cùng yêu thương người khác, họ sẽ chẳng biết đến những hạnh phúc và cả những tổn thương mà chúng ta đã từng có. Chúng ta sẽ học cách yêu thương mình để tình cảm bền vững hơn, và lại tự hy vọng sẽ không tan vỡ như chúng ta đã từng. Dù sao đi nữa, em vẫn hy vọng anh sống tốt, mọi điều sẽ thuận lợi. Dù hạnh phúc sau này của anh không có em, thì em vẫn mong anh hạnh phúc. Nói thế nào đi nữa, thì chúng ta cũng đã từng dành cho nhau những cảm xúc chân thành nhất.
tại một thời điểm nhất định nào đó, đúng không anh? Nếu yêu thích Blog Radio, các bạn đừng quên nhấn like, share cũng như để lại bình luận cảm nhận của mình nhé. Mời bạn gửi những sáng tác tâm sự của mình đến chương trình bằng cách truy cập vào website blogradio.vn, đăng nhập và gửi bài, hoặc gửi tới địa chỉ email blogradio@vnplus.vn. Các chương trình sẽ được cập nhật và phát tại chuyên trang cũng như kênh YouTube Blog Radio. Đừng quên nhấn đăng ký và nhận thông báo để không bỏ lỡ những video mới nhất nhé. Blog Radio, phát thanh xúc cảm của bạn.